Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 43 đồng tử sư biến hữu hội duyên vào thật tướng. Thiện tài từ cung trời trở về nhân gian, đi từ từ đến thành Ca Tỳ La, đến chỗ vị biến hữu đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải, chắp tay cung kính, đứng về một bên bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Vị biến hữu đáp rằng: Thiện nam tử, ở nơi đây có vị đồng tử tên là Thiện Tri Chúng Nghệ học Bồ Tát Tự Trí. Người đi đến đó hỏi, vị đó sẽ vì ngươi mà nói. Thiện tài đồng tử từ cung trời tam thập tam trở về nhân gian, đi từ từ đến thành Ca Tỳ La, đến chỗ vị biến hữu đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải vô số vòng, rồi chắp tay cung kính đứng về một bên bạch với vị biến hữu rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin Đức Thánh từ bi, hãy vì con mà nói đạo lý này. Vị biến hữu đáp rằng: Thiện nam tử, ở nơi đây có vị đồng tử tên là Thiện Tri Chúng Nghệ học Bồ Tát Tự Trí. Ngươi đi đến đó hỏi ngài, vị đó sẽ vì ngươi nói tỉ mỉ. Thiện tài đồng tử đành lễ từ tạ mà đi tìm thưa hỏi vị thiện tri thức khác. 44. Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử hội duyên vào thật tướng. Vị đồng tử này rất thông minh, có đại trí huệ, đối với tất cả nghề nghiệp túc mạng, âm nhạc, kỹ nghệ, vân vân, không học mà biết, không thể mà tự thông, có thể nói tinh thông mọi thứ, đã đạt đến cảnh giới tận thiện tận mỹ, cho nên gọi Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử. Đồng tử là sự hy vọng xuất gia tu đạo nên theo chỗ tỳ kheo mà ở, nên gọi là đồng tử. Bồ Tát là Pháp Vương Tử của Như Lai, nên gọi là đồng tử. Giống như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi gọi là Văn Thù Sư Lợi đồng tử, lại lấy niệm không dâm dục, nghĩa giống như đồng tử thế gian. Bấy giờ thiện tài liền đi đến chỗ vị Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử, đảnh lễ cung kính, đứng về một bên bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử liền đến chỗ Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử, đảnh lễ cung kính, chắp tay đứng về một bên, hướng về Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ bảo dạy dỗ tất cả chúng sinh, cho nên xin Đức Thánh hãy từ bi vì con mà nói đạo lý này. Bấy giờ đồng tử bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, ta đắc được Bồ Tát giải thoát tên là Thiện Tri Chúng Nghệ. Lúc đó Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta chứng đắc được Bồ Tát giải thoát tam muội tên là Thiện Tri Chúng Nghệ, dùng trí huệ vô ngại vì cùng tận kỹ nghệ thế gian, ta luôn xứng chỉ tự mẫu này. Thiện Tri Chúng Nghệ nói: Ta luôn luôn xứng niệm tu trì 42 tự mẫu Hoa Nghiêm. Trong chính luận có nói: Các Đà La Ni đều tự phân biệt lời mà sinh ra. 42 tự chữ là căn bản của tất cả chữ. Do chữ mà có lời, do lời mà có tên, do tên mà có nghĩa. Nếu Bồ Tát nghe chữ cho đến hiểu nghĩa, chữ đó bắt đầu chữ A sau Đà. Trong có 40 đắc được chữ Đà La Ni đó thì thành tựu được nhiều lợi ích. Xứng niệm 42 tự mẫu Hoa Nghiêm có lợi ích gì? Có sự diệu dụng vô cùng tận, có thể tiêu trừ tội nghiệp hết sạch, sức lực không thể nghĩ bàn. Tóm lại, có nghĩ cũng nghĩ không đến được, có nói cũng nói không ra, cho nên nói không thể nghĩ bàn. Vậy, tu trì như thế nào? Trong Du Già Nghĩa Quy Sớ Sao có nói rằng, ai muốn sớm vào một thừa thì tu tập quán thân Tỷ Lô Giá Na Như Lai, trước hết nên phát khởi hạnh nguyện vi diệu của Bồ Tát Phổ Hiền, còn phải dùng ba mật gia trì thân tâm, nên có thể ngộ nhập biển đại trí huệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Sau đó người tu hành trước hết ở chỗ vắng vẻ, nhiếp niệm, an tâm, nhắm mắt ngồi kiết già ngay ngắn, vận tâm duyên khắp vô biên biển cõi, quan sát kỹ càng tất cả Như Lai ba đời, ở trước khắp mỗi vị Phật Bồ Tát, ân cần cung kính lễ bái đi nhiễu quanh, lại dùng đủ thứ biển mây đổ cúng dường, dâng cúng tất cả các thánh chúng như vậy. Cúng dường rộng lớn rồi, lại phải quán tâm mình. Tâm vốn không sinh, tự tánh thành tựu, quang minh chiếu khắp như hư không, lại phải khởi tâm bi thâm sâu thương xót chúng sinh, trọng ngộ tâm mình luân hồi các ngài. Tôi sẽ giáo hóa cứu độ khắp, khiến cho họ khai ngộ hết không sót thừa,
lại phải quán sát tâm mình, tâm các chúng sinh và tâm chư Phật vốn không có gì khác biệt, bình đẳng một tướng thành đại bồ đề tâm, trong suốt thanh tịnh rộng lớn khắp cùng, tròn sáng trong sạch thẳng vầng mặt trời lớn, thành vầng mặt trăng lớn, lượng đồng hư không chẳng có bờ mé, lại ở trong mặt trăng 742 chữ phạn vòng về bên phải, thảy đều sắc vàng ròng phóng đại quang minh chiếu sáng mười phương phân minh hiển hiện. Trong mỗi quang minh có đủ vô lượng biển cõi, mỗi mỗi biển cõi có vô lượng chư Phật, mỗi mỗi chư Phật có vô lượng thánh chúng vây quanh trước sau, ngồi bồ đề tràng thành đẳng chánh giác, trí vào ba đời thân khắp mười phương, chuyển đại pháp luân độ thoát tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ hiện chứng vô trụ niết bàn. Lại phải ngộ nhập môn bát nhã ba la mật 42 chữ, thấu rõ tất cả pháp đều không chỗ đắc, quán pháp giới thể đều bình đẳng không có sự khác biệt. Người tu du già nếu có thể quán hành tương ứng với Đà La Ni thì lập tức hiện chứng được trí thân tỷ lô giá na Như Lai, ở trong chư Phật đắc được không chướng ngại. 42 chữ đều nói nhập vào môn bát nhã ba la mật. Bát nhã dịch là trí huệ, ba la mật dịch là đến bờ kia, dùng từ chữ vào môn vô tướng cho nên chữ nghĩa là môn, vì dùng ngộ để hiển nghĩa, đều nói không thể đắc được trí không chỗ đắc, tức là bát nhã. Trong kinh văn Thủ Ngũ Tự có nói rằng thọ trì Đà La Ni này liền nhập vào tất cả pháp bình đẳng, sớm được thành tựu ma hà bát nhã, chỉ tụng một biến giống như chỉ 84.000 tạng tu đa la, tức là tạng kinh. Văn Thủ Ngũ Tự tâm chú tức là a đa ba giả na, dùng chữ a vì pháp vốn không sinh, chữ na không có tánh tướng, dùng chữ na vì không có tánh tướng, chữ giả không có các hạnh, dùng chữ giả vì không có các hạnh, chữ ba không có đệ nhất nghĩa, dùng chữ ba vì không có đệ nhất nghĩa, chữ đa không có trần cấu nghĩa, dùng chữ đa vì không có trần cấu nghĩa, chữ a pháp vốn không sinh. Khi xướng chữ a thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là dùng bồ tát oai lực, nhập vào cảnh giới không khác biệt. Một ý nghĩa chữ a là vô sinh, dùng lý vô sinh thống lý vạn pháp cho nên nói không khác biệt. Bồ Tát đắc được vô sinh này liền thông đạt các pháp không, dứt tất cả chướng cho nên là oai lực. Trong chính luận có nói rằng chữ này là môn thật tướng, liền hiển ba thứ bát nhã chẳng lìa bỏ nhau, tự tức văn tự bát nhã. Nhập vào môn bát nhã ba la mật tức quán chiếu bát nhã, ngộ chẳng sinh tức thật tướng bát nhã. Khi xướng chữ đa thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là vô biên môn sai biệt. Hai chữ đa nghĩa là thanh tịnh không nhiễm, lìa khỏi trần cấu. Trong Kim Cang Đỉnh có nói rằng vì như như bất khả đắc, như tức là vô biên sai biệt nên như bất khả đắc. Chữ đa còn là chữ la. Trong Niết Bàn có nói rằng chữ la có thể hoại tham sân si, nói pháp chân thật cũng có nghĩa hoại trần cấu. Khi xướng chữ ba thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là phổ chiếu pháp giới. Ba chữ ba trong Ngũ Tự Kinh có nói rằng cũng không có đệ nhất nghĩa đế, các pháp bình đẳng tức là chân tục cả hai đều mất là chân pháp giới. Các pháp bình đẳng là chiếu khắp, chữ la còn là chữ bà. Trong Kim Cang Đỉnh có nói rằng bà đệ nhất nghĩa bất khả đắc liền đủ tướng bát nhã. Khi xướng chữ giả thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là phổ luân đoạn sai biệt. Bốn chữ giả là các pháp không có các hạnh, là các hạnh tức không nên khắp thôi sai biệt. Kim Cang Luân hay đoạn trừ tất cả phiền não của chúng sinh. Chữ giả còn là chữ giả trong Niết Bàn có nói rằng giả tức là nghĩa tu vì điều phục tất cả các chúng sinh, mà hạnh xuất thế cũng bất khả đắc mới là môn bát nhã vậy. Khi xướng chữ na thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là đắc vô y vô thượng. Năm chữ na là các pháp không có tánh tướng, lời nói văn tự đều bất khả đắc, là tánh tướng cả hai đều mất nên không chỗ nương, năng sở cả hai đều mất, gọi là vô thượng. Ở trên là Văn Thù Ngũ Tự tâm chú, ở trong Năng Quy Quán Tâm có nói rằng ông biết là quan trọng nên quán tâm này bổn lai thanh tịnh không nhiễm không chấp, lìa khỏi phân biệt cái ta và của ta. Khi xướng chữ la thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là ly y chỉ vô cấu. Sáu chữ la có thể ngộ tất cả pháp, vì lìa khỏi duyên của thế gian, vì chi ái nhân duyên vĩnh viễn chẳng hiện. Lìa khỏi thế gian nên không nương tựa, vì ái chẳng hiện nên không dơ bẩn. Khi xướng chữ đà thì nhập vào môn bát nhã ba la mật, tên là bất thối chuyển phương tiện.
Bảy chữ đà, có thể ngộ tất cả pháp, điều phục tịch tĩnh chân như bình đẳng. Vì không phân biệt mới không thối chuyển phương tiện. Chữ đà còn là chữ na, trong trí luận có nói rằng nếu nghe được chữ đà thì biết tướng tất cả pháp thiện. Khi xướng chữ bà thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là kim cang tràng. Tám chữ bà có thể tất cả pháp, vì liệt khỏi duyên buộc giải mới nhập vào kim cang tràng. Đức Phật nhập vào kim cang tam muội dứt hoặc như kim cang, tại kim cang tràng đắc được không buộc giải là thật dứt vậy. Khi xướng chữ đồ thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là nhiệt phổ luân. Chín chữ đồ có thể ngộ tất cả pháp, lìa nóng kêu bẩn vì đắc được sự mát mẻ là phổ thôi nghĩa. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ đồ thì liền biết các pháp chẳng nóng, chẳng nóng tức được mát mẻ mới là tướng bát nhã. Khi xướng chữ xa thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là hải tạng. Mười chữ xa có thể ngộ tất cả pháp vì không quái ngại, giống như biển dung chứa, giống như nước với nhau vì chẳng ngại nhau. Khi xướng chữ phược thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là phổ sinh an trụ. 11 chữ phược có thể ngộ tất cả pháp vì lời nói đã bật nên có thể khắp an trụ. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe đến chữ phược thì biết tất cả pháp, lìa tướng lời nói. Khi xướng chữ đá thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là viên mãn quang. 12 chữ đá có thể ngộ tất cả pháp vì chân như bất động, bất động liền viên mãn phát quang. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ đá thì liền biết các pháp ở trong như bất động. Khi xướng chữ giã thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là sai biệt tích tụ. 13 chữ giã có thể ngộ tất cả pháp vì chân thật chẳng sinh, tức các thừa sai biệt tích tụ đều bất khả đắc. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ giã liền biết các pháp vào trong thật tướng chẳng sinh chẳng diệt, chữ giã còn là chữ dạ. Khi xướng chữ sắc trà thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là phổ quang minh, tức phiền não. 14 chữ sắc trà có thể ngộ tất cả pháp vì chế phục tướng nhậm trì bất khả đắc. Phổ quang minh tức hay chế phục nhậm trì, phiền não tức sở chế phục, tức nghĩa là phục. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ sắc trà liền biết tất cả pháp tướng không chướng ngại. Khi xướng chữ ca thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là vô sai biệt vân. 15 chữ ca có thể ngộ tất cả pháp vì kẻ làm bất khả đắc thì nghiệp làm như mây đều không khác biệt. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ ca thì liền biết trong các pháp không có kẻ làm. Khi xướng chữ sa thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là giáng chú đại vũ. 16 chữ sa có thể ngộ tất cả pháp, tức thời tánh bình đẳng bất khả đắc. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ sa thì biết tất cả pháp, tất cả mọi thứ bất khả đắc. Trong niết bàn có nói rằng sa vì các chúng sinh diễn nói chánh pháp, ý sáng chủng trí, đúng thời mà nói. Vì cũng bất khả đắc nên kinh hay giáng chú đại vũ vậy. Khi xướng chữ ma thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là đại lưu thoan thích chúng sinh phong tể trĩ.